Dạ. Vâng. Hello, xin dạ được. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Lê Như Phong sẽ giới thiệu với quý vị một vườn dâu có thể đẹp nhất làng Vũ Đại quý vị ạ. Rất là sai quả. Đây, quý vị có thể thấy vườn dâu nhà chú Thái, xóm 10, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam. Chú ơi, chú L, cho làm ơn cho cháu hỏi là chú vườn dâu này nhà mình là chú lấy được mấy lần rồi? Vườn dâu này lấy 20 lần. Ui giời, lấy 20 lần rồi quý vị ơi, mình như thế này này. Nếu mà chưa lấy thì quý vị có thể tưởng tượng là lần nó đẹp như nào. Nếu mà chưa lấy chắc còn được nhiều lắm à chú? Sai lắm à? Thế thì hôm nọ cháu lại không có thời gian để cháu lên cháu quay cái lúc mà chú chưa lấy ấy, thì quý vị sẽ thấy là đây là chú lấy 20 lần rồi quý vị ạ, mà được gần nó còn sai như này đây. Đấy. Chú có thể làm ơn chia sẻ giúp Phong là chú chăm bón cách gì mà dâu của chú lại vừa đẹp mã quả to xong lại là rất là sạch thế này rồi chú? Cái thứ nhất là đất tốt. Dạ vâng, đất tốt. Dâu nó còn trẻ cây. Dạ. Đấy, đất tốt, dâu trẻ cây. Phân do thì chú có thể chia sẻ là chú phân bón thuốc lâm thao. Dạ vâng ạ. Để dâu nó chắc quả. Dạ. Ngọt. Vâng ạ. Đấy, cháu nhìn là vườn dâu của chú rất là mê luôn. Đấy, dâu rất đẹp mọi người ạ. Mọi người hãy về quê hương Hòa Hậu để được trải nghiệm dâu rất là đẹp. Rất là nhiều những đặc sản Hòa Hậu, trái cây cũng có, rồi ẩm thực, cá kho, rất là đa dạng và phong phú, làng nghề nữa quý vị ạ. Đây, quý vị có thể xem. Rất là bắt mắt nha. Vườn dâu nhà chú Thái, xóm 10, Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà Nam. Dâu sai. Chú lấy 20 lần rồi đây này quý vị này. Thế mà dâu vẫn rất là sai. Màu sắc rất là bắt mắt. Rất là đẹp. Chú có chia sẻ là do đất tốt này, còn cây nó kiểu là cây nó mới được 3-4 năm tuổi nên là nó phát triển một cách rất là tốt. Nhìn những dâu này thì nó có rất nhiều tác dụng quý vị ạ. Quý vị có thể ngâm rượu nè, ngâm đường uống nước nè. Và mà cháu được biết là, chú ơi, cháu được biết là dâu này ấy, nó có tác dụng là xanh tóc, xong lại mát gan, bổ máu, đấy đúng không ạ? Rất nhiều công dụng. Nhìn những trái dâu này, cháu mặc vào trong cháu. Dâu này nhà mình bán được khoảng bao nhiêu tiền một cân đó chú? Bán 10.000. Ủa, có 10.000 nữa cơ? Đấy, rất là rẻ quý vị ạ. Không có gì rẻ bằng dâu. Ngon, bổ lại còn rẻ nữa, có 10.000 một cân thì quý vị. Bán tại nhà. Bán tại nhà, dạ. Dâu này chú đẹp ấy. Nếu mà nói về dâu này là nó là hàng A rồi. Nếu mà mang vào chợ bến quý vị ạ, hàng này hàng A quý vị ạ. Dâu nó sai mà nó rủ hết đất quý vị ạ. Đây quý vị có thể nhìn thấy này. Đây. Rủ hết đất quý vị ạ. Chưa thấy cái vườn dâu nào mà lại đẹp như cái vườn dâu này. Anh à, mình thấy này. Rủ hết đất luôn. Đó, vào đây cho quay nó đẹp. Một cây dâu này chú nghĩ có được 80 cân nữa mà tạ không chú? Mà 450 cân mà tính giá là 10.000 một cân thì được 4-500.000 chú nhỉ? 4-500.000, nhưng mà cái công lấy cháu thấy cũng lâu lắm. Chú mà lấy cái này chú cứ hầu như ngày nào chú cũng lấy à? Lấy trong vòng một tháng hết không chú?
Thế là tổng là gọi là hết 30 công đi. 30 công mà chỗ này dâu của chú 30 công mà tính nha, mỗi công lao động là ngày 200 nghìn thì được 6 triệu. Thế mà chú lấy hết vườn dâu này không biết có được 6 triệu không? Nếu được 6 triệu cháu tính mới là bằng cái công lao động ấy chú ạ. Bởi vì dâu năm nay như thế là quá rẻ rồi. Dâu này cháu nghĩ là phải 20 nghìn một cân. Phải 20 nghìn một cân thì người dân mới có công chứ nếu mà cứ... Nó nhiều nên nó rẻ. Cháu tính là cứ 10 nghìn một cân như này ấy thì chỉ đủ cái tiền công chú với tiền phân do rồi chăm bẵm thuốc sâu thuốc xia chú nhỉ. Đấy, không được nhiều đâu quý vị ạ. Tuy vườn dâu sai này thôi nhưng mà lợi nhuận kinh tế nó cũng không được là bao, bởi vì năm nay dâu nó rớt giá, được mùa lại là rớt giá quý vị ạ. Nên là rất là tội nghiệp cho chú nông dân đây, rất là cần cù chịu thương chịu khó mà dâu lại rớt giá. Nhìn vườn dâu này rất là tiếc. Năm nay là cái xu thế Covid Covid nên là mọi thứ đều giá cả nó bấp bênh lắm quý vị ạ. Rất tội nghiệp cho những người nông dân, người ta chịu thương chịu khó suốt ngày ngoài vườn mà thu nhập thì chỉ bằng công lao động kiểu đi xây hàng ngày thôi, mà họ lại phải bỏ vốn liếng rồi đất trồng rồi rất là nhiều những chi phí khác để mà có được cái quả dâu mà chín mọng đẹp như này. Được mùa thì rớt giá, rất là tiếc. Đẹp thật, công nhận vườn dâu quý vị nhìn này. Rụng cả nó, một số quả nó ấy nó rụng cả đất này. Ui ôi sao sai thế nhỉ? Thế là mấy hôm cái hôm nọ mà chú chưa lấy thì nhìn nó hại lắm chú nhỉ? Ui rồi thế là toàn quả là quả đây. Công nhận cây dâu đẹp. Cái này mà vào dịp Tết thì cháu nghĩ là hết ý đấy. Và đầu tháng 2 giờ là bây giờ đã sang tháng 3 rồi, còn mùng 10 tháng 2 rồi đấy. Thế là được 20 ngày rồi chú ạ. Hơn 20 ngày rồi. Hơn 20 ngày. Ô, thế thì cũng mình hàng tháng mới hết, tháng hơn tháng ấy. Cũng rất là lâu. Ô, quả dâu hay. Ô, quay gần quả dâu đẹp lắm quý vị ơi. Đây quả dâu đây. Rất là vườn dâu này mà cứ 20 ngàn một cân. Chỗ này của chú là mấy cây chú nhỉ? Tổng là mấy cây cơ? 4 cây cơ? À, 6 cây cơ? 6 cây mà tính 40 cân một cây là 2 46 24 là 2 tạ 4. 2 tạ 4 thế được có 2 triệu 4 cơ chú. Ôi, 2 triệu 4 mà chú lấy hàng tháng. Thế cháu tính là không bằng công lao động chú ạ. Thật đấy. Mà chi phí bây giờ chú bỏ rất là nhiều. Được mỗi cái là lấy dâu thì không vất vả thôi. Công nhận vườn dâu này. Vườn dâu này chui vào hơi khó quý vị ạ. Bởi vì là quả nó xung quanh luôn. Quả nhiều nó chữ cành, nó gồ cành. Ôi, cây dâu này, đất nhà chú tốt nhỉ. Năm nay chú dòng đầu tiên nên nó tốt nhỉ. Không, năm nay là năm thứ 3. Cây này năm thứ 3, và nhưng mà đất từ xưa nay chưa dòng dâu bao giờ đúng không ạ? Thế nào mà tốt thế. Ui dồi, ôi, chú ơi này, nó rụng nhiều chưa này? Nhiều quả, nó bỏ bớt đi rồi. Rồi. Quý vị ơi, nhìn tiếc chưa? Đấy, dâu hôm nay rớt giá nên là những cái quả mà nó không đạt yêu cầu lắm thì cũng không cần thiết. Lại bỏ bớt đi để giữ lại những quả chất lượng nhất. Cái này xong chú có đốn cành, đốn chiếc gì không chú? Đúng rồi, thế năm nào chú cưa? Thế mà nó lại nảy nhanh thế á? Dâu rất là đẹp quý vị ạ. Sai kinh khủng luôn.
Sai kinh khủng luôn mọi người. Rất là đẹp. Hai tạ tư chỗ này. Quá rẻ. Này mà ngâm đường uống được lâu lắm đúng không ạ? Mua lọ mà yến không đáng là bao tiền, xong là ngâm với lọ 5 cân đường thôi. Mấy cân chú nhỉ? 6-7 cân đường. Vâng đấy. Ôi quý vị xem này, cái chùm dâu này. Ôi giời ơi. Và quá rẻ. Thế một ngày chú lấy được khoảng bao nhiêu yến? 30 cân thì được 300. Bằng công đi. Bằng công lao động chú Vinh chú đi. Chú Vinh chú đi làm đất làm biết là ngày công chúng 300 mà chú không phải 300 rưỡi. Đấy, xong lại. Xong lại thuốc nước rồi là làm chỉ 7 tiếng rưỡi thôi chú ạ, 7 tiếng ấy. Làm ít thời gian đây thì nó làm đến hàng chục tiếng, hơn chục tiếng. Đấy. Thế mà lại không bằng mà lấy vốn miết của mình. Nếu chính tỏ có sức khỏe đi làm ngoài vẫn hơn chú ạ. Đúng rồi. Bây giờ mình đây. Tuổi rồi. Nhìn cái vườn dâu này thì nhiều người ở xa nó không biết của ui ôi chắc là thu nhập mà họ cao lắm nên cái bởi vườn dâu nó như thế này thì thu nhập cao lắm. Nhưng thực tế thì đâu có cao quý vị ạ. Dâu rất là chất lượng mà giá lại rẻ. Năm nay được mùa. Lấy dâu một ngày được có 300 nghìn. Bằng cái công lao động của người bình thường ở xã Hòa Hậu. Rất là đẹp. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người muốn trải nghiệm dâu Hòa Hậu thì hãy về với Hòa Hậu nha. Một mảnh đất anh hùng. Rất là nhiều anh hùng. Thời chiến cũng như thời bình quý vị ạ. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.